xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem live trên kênh Chợ Sài Gòn. Hôm nay em Như với lại anh Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một trong những cái vườn mai giống mà lớn nhất Bến Tre luôn đó cô chú anh chị. Đây anh chị các bạn đã đoán ra được vườn mai nào chưa anh chị? Xa xa mọi người có thấy ở phía xa không? Cái vườn phía bên đó là một trong những cái vườn hàng đêm livestream bán giống cho bà con đó. Bữa nay em lại tiếp tục quay trở lại. Nè em đi vòng vòng lên này nè em đó, quay trở lại vườn mai này để xem. Hôm nay có một cái tin rất là quan trọng nha anh chị. Những vườn mai bữa nay sẽ có một cái tin rất là quan trọng đến không phải tới anh chị. Đó mọi người chuẩn bị tập trung đón xem nè. Chào chị Dung nha. Đang làm gì vậy chị Dung ơi? Chưa nắng quá phải tối hết vậy hả chị? Chị nói tưới hết vào buổi sáng mới xong anh chị, xa quá. Hết vào buổi sáng mới xong rồi. Ủa chứ mấy cái này là cái cây giống gì vậy chị? Cho chị một cái micro nha. Không, em cứ để lại gần á, mấy tay nè. Cái này là tắc mini, tắc để tắc làm mini. Tắc mini á, mini để Tết bán á, tắc kiển á. À tắc kiển. Vậy là cái này hàng đêm mấy bữa là chị đâu có bán hả? À không, cái này Tết mới bán. Tết mới bán, Tết thì nó ra được nè, tầm khoảng như vậy. Nó ra con nó có bông có trái rồi, đến giờ là mình bắt đầu mình làm bông nè. Rồi tới Tết giờ, là có trái. Giờ mình làm tới Tết luôn đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Tết là nó cao được khoảng bao nhiêu chị? Nó cũng một cây nữa nó to hơn này bằng 8-10 hả? Tại vì mình để mini mình không có để cao. À. Nó cũng cỡ này mà nó cao hơn chút xíu nữa hả? Cao hơn xíu à. Chứ mini mà không có làm cao. Dạ. Là cứ nếu mà Tết em chậu vậy là nhiêu chị? Đi thành phố thì bán được 200. Còn ở nhà thì được 100, 120. Vậy là Tết nay anh chị chuẩn bị có tắt mình chơi Tết hay xị nha bà con. Còn ở đây là 120. Ở đây 120. 100 có luôn. Bao ship luôn không chị? Không. Này ta tới nhà vườn ta lấy á. Tới nhà vườn lấy là 100.000 một chậu nghe cho tắt nè chị thấy ổn không? Mình cho cái comment ép giá bà chủ đi bà con. Rồi cảm ơn chị Dung nha. Mỗi năm là bán. Ở đây cũng là tới đây là hết rồi nè anh chị, tắt tới đây là hết nè. Còn bên này là mai. Ôi hello, chào ông chủ nha. Dạ em vừa mai miếng Dung, em xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị ạ. Dạ chào anh. Chào Hồng. Cái cây này vẫn còn hả anh? 50 triệu phải không? 55 triệu Hồng ơi, 50 bù ạ. Bù anh ạ. Chúc tứ quý Hồng. Tứ quý ghép Phú Tân. Phú Tân hả anh? Tứ quý ghép Phú Tân 55 triệu. Cây này bà con cho một cái comment đánh giá cây này 55 triệu được không anh chị? Đây cái hoành của nó hôm bữa là mình đo là nhiêu anh? 55 á Hồng. Hoành của nó là 55 anh chị. Đó, hoành của nó 55. Mặt tiền nó bên này hả anh? Đúng rồi, mặt tiền. Đây thì cây này nó có rụng lắc tứ quý anh chị ha. Tứ quý mà nó còn tứ quý ghép dẫu Phú Tân. Cây này nếu mà cây này Như biết cây này dán gì không Như? Qua đây mới thấy nè. Giáng long, giáng long. Giáng long. Thân chủ nó là giáng long á. Con rồng nó đây nè chị. Đây nè. Cái đường lắc này nó lên tới ngọn nha anh chị. Đây, cái đường lắc em quay cho anh xem cái đường lắc nó lên tới ngọn. Đó nè, lắc qua đây ha. Xong lắc lên tới đỉnh. Đây là cái đuôi rồng á anh chị nha. Đó. Cái đường thân là cái
cái cây anh chị thấy không? Đó. Cái cây các bạn để cho nó ngồi đó dán xuống ha. Cây này hiện nay vẫn còn nè anh chị ha. Tứ quý ghép Phú Tân. Đợt trước anh tặng em cái chậu Phú Tân anh nhớ không? Ờ nhớ chứ. Ủa chậu đó anh để ở khúc nào vậy? Cái Phú Tân, Phú Tân hả, nằm khu bên kia không? Chút xíu quay qua mấy kia. Như cái chậu anh tặng kia. Em là tầm khoảng nhiêu tiền? À, cái chậu hổm tặng cho Hồng hả? Cái chậu đó khoảng nếu mình bán ở tại vườn thì khoảng 200 mấy 300 ngàn không? Chậu gốc bự vậy hả? Em thấy gốc đó tầm mình nhà vườn mà, có nhà vườn mà họ bán. Mấy hoành á. Bán giá mềm mềm cho bà con tại dễ, dễ mua. Mà sao cây đó bữa nay nó ra cái lá nó bự bự lắm anh, tưởng như lá xoài luôn. Cây đó mạnh mà không? Mà cây Phú Tân nó có mấy loại, em nghe nói Phú Tân có hai loại hả? Phú Tân hai loại đúng rồi hả Hồng? Vậy một là loại anh tặng em là cái Phú Tân lá lớn hả? Lá lớn, cái loại cánh nó toàn hả Hồng? Loại cánh toàn. Vậy còn cái lá nhỏ là anh ở đâu? Lá nhỏ nói chung cây này lá lớn hả Hồng? Cây này lá lớn. Ừ. Còn cây lá nhỏ nó lá nhỏ anh ít lắm, giờ anh cũng bỏ giống đó rồi Hồng ơi. Bỏ giống lá nhỏ luôn. Bỏ. Nói chung bông cũng đẹp nha, chứ vậy không phải là không đẹp. Nhưng mà so ra nó 9-10. Nói chung là nó cũng ít nhất là nó 8 cánh, 8 tới 12 cánh. Nhưng mà dòng Phú Tân thì nó dễ nở. Thí dụ thời tiết khắc nghiệt là nó cũng dễ nở hơn những cái loại mai giỏ Phú Đức. Nó lên đều lắm, nó lên đều, lên bông đều lắm. Mà bữa giờ cái cây này không ai hỏi hết luôn hả? Không ai cho Phú Tân cây này hả? Cũng có người tả giá không? Tả giá mà nhiêu? Chưa cây này không có anh kia anh lại anh tả 50 triệu. Rồi anh nói là để anh trả đúng cái giá em kêu á. Anh nói là anh để anh nói là anh giới thiệu cho cái ông ship gì của anh đó, vậy anh kêu lấy miếng giấy ghi ra có hứa bán 50 triệu, tại ông sợ mình đổi ý hay gì không biết thì ghi ra cho miếng giấy, thì về không biết ổng đem lại ông ship không biết đồng ý hay không, sao hôm nay em gu luôn. Nhưng mà có chụp hình là không anh? Có chụp hình, ổng có chụp hình. Em ghi là cái anh có chụp hình. Không chụp ra được cái dáng dáng con lông này nè anh, giờ anh chụp là anh phải biết cái chỗ này ra là cái tàn này ra để cho thấy rõ cái xương nè. Anh biết cái cây hôm qua em có quay một cái cây tứ quý ở vườn chú sáu Bình Dương là vườn nổi tiếng vườn mà hàng đỉnh cao ở Sài Gòn Bình Dương đó. Ghép gì không? Ghép gì không? Cây đó, cây tứ quý đó hoành nhỏ hơn cây này. Nhỏ hơn cây này bự hơn nhiều. Mà cây đó là nó có thêm một cái cây tử cái bên đó nhưng mà dáng khá đẹp. Cây đó được đặt tên là cá quá rồng. Cá quá rồng. Mà cây đó là chú đã bán cho người ta đâu là 100 là chưa bán á. Dữ vậy ha. Tứ quý ghép siêu ông Sài Gòn. Nói chung gốc tứ quý thì nó có giá trị hơn gốc mai vàng, thị trường nó có cây giá trị đó hơn. Tứ quý cái thủ đức hay siêu bông gì đó em quên rồi. Nhưng mà gốc nó nhỏ hơn gốc này nhưng mà dáng lông. Cái dáng kia thì nó có thêm một cây tử nữa, đó là cáo quá rồng. Còn cây này là cái hoành nó bự hơn anh chị nếu mà có dịp mình xem lại ha. Và cây này thì ở trên đây thì nói chung ảnh cũng chưa cắt định hình gì hết. Nhưng mà cái thế thân trong của nó là nó đúng là cái thế dáng lông anh chị ha. Đó, những cây tứ quý mà nó có thân dáng lông này nè là cũng thuộc dạng hàng hiếm anh chị, bởi vì tứ quý thường nó chỉ thẳng thôi. Còn những cây cong là một là mình chơi cây kiển cổ thì người ta bẻ chi cành nó bẻ nhạo bẻ cong đó. Còn cái dạng mà nguyên một cái độc chủ mà dáng lông về là hàng hiếm nha anh chị. Đó, một là về mình để về luôn. Hai là về mình cắt lại cho ra đúng cái dáng lông của nó luôn là cái giá trị nó là khác nha. Đó, hiện tại cây này hoành 55 triệu. Hoành 55 luôn. Hoành 55, giá là mình giao lưu với anh em là 55 triệu, bao phí ship. Bao phí ship. Luôn ha. Bao phí ship. Đó, bây giờ anh chị thấy cái giá cây này mà nó hơi cao á. Anh chị comment vô ép giá giùm em coi. Cây này bao nhiêu được. Rồi mình vô cái cây ở phía sau của anh vẫn còn. Đây, cây này là cái cây gì á? Cây gốc mai vàng mà ghép giảo nhung Hồng ơi. Mai vàng ghép giảo nhung. Mai vàng ghép giảo nhung. Cái giảo nhung giờ này thấy không có nhiều người chơi anh. Giảo nhung thì nói chung á có một hai anh chị ta có chơi rồi thì ta thích lắm. Còn những người mà ta chưa có chơi á
ta chưa biết mọc mặt bông á, thì ta cũng chưa có sưu tầm ra được. Cái này giống như có trước khi em đi quay mai luôn phải. Đúng rồi, giáo nhung này cũng có sớm sớm á không. Nghe nhiều khi là do nó có lâu quá rồi, giờ nó không có, người ta quên nó hay sao á, người ta không biết cái mặt bông nó như nào, em chưa thấy luôn á. Mặt bông nó là nó từ 12 tới 18 cánh hồng. 12 tới 18 cánh. À, đúng rồi, chậu 8 á không? Chậu 8. Ừ. Đế dữ lắm à, dạng đế khá lắm à. Đều hết á, giáp vòng đều hết luôn. Gần 40 không anh? Cây này nó đúng rồi, nó 40-41, hai cái đó quên rồi, 40-41 hoành vậy không? Chậu eo á nha. Chậu 40 đi. Đo eo á, từ tính 40 đi cho chắc. À, tính dễ tính á đi. Bộ đế nó vậy ha. Mé bên kia luôn, đều luôn. Cây này là anh bán 50 triệu á không? 50 triệu. Nó, bà con nào có nhu cầu thì anh giao lưu 50 triệu. Bao phí ship cho bà con tới nhà. Cây này may vàng anh chị ơi. May vàng. Ghép giảm nhung. Được cho. Mấy mùa rồi anh? Cây này 3 mùa hả không? 3 mùa. Cây Phú Tân nãy mấy mùa anh? Cây Phú Tân nãy 2 mùa không? 2 mùa. Đủ 2 mùa không? Cây này 50 triệu. Rẻ hơn 5 triệu anh chị thấy sao cho cái comment đi chị. Cây mai vàng ghép giảo nhung, cao của nó là gần 1m2, tán ngang cũng tầm 1m1, 1m2. Đó, cây này là 50 triệu. Còn cái cây mà dáng long tứ quý á, cây này cao 2m anh chị ơi. Cây này cao 2m. Ừ, cao của nó khoảng 2m. Tán ngang nó tầm khoảng 1m2 nha anh chị. Cái đó mỗi một cơ á, là mỗi một cơ đọt là phải bấm vô vậy á. Dạ. Mỗi một cơ đọt là phải bấm chừa lại một bên khoảng 3 mắt lá. Dạ. Bấm vậy để chi? Bấm vậy để cho nó trong cái nhánh ác á, nó nhảy ra nó mới kẹo tàn. À, nhà vườn chăm ai thì nói chung ai cũng phải bấm vậy không? À. Bấm vậy nó mới kẹo tàn. Hiện tại ở nhà vườn của mình là trong thời gian một tháng mới nhất á, là mình anh thấy bà con mà hay chọn những giống gì gần đây nhất thì nói chung gần như nhất đây thì có cái giống siêu bông Bình Lợi. Giống như siêu bông Bình Lợi thì nó hình như là nó hot nhất ở thị trường đó không? Hot nhất thị trường luôn hả? Hơn siêu bông Sài Gòn luôn hả? Nó hot siêu bông Bình Lợi, thấy bà con thay chuộng quá. Bữa cái giảo cánh tròn. Bữa giờ là anh cũng có bán không không? Có chứ, giảo cánh tròn. Giảo cánh tròn bây giờ thị trường bây giờ bà con cũng chuộng nhiều á Hồng, cũng chịu chuộng á. Em thấy cái mặt bông đẹp nhưng không biết nó có chùm không à? Cũng chùm, chùm đẹp. Cái giảo cánh tròn thì nói chung thì mình cũng giao luôn, đúng rồi, nó khoảng 8, 10, 12 cũng có, nhưng mà 10, 12 nó ít. 8, 10. Thì cái giảo cánh tròn đó thì mình cũng nhân giống cũng tên vườn chỗ anh Đấu á. Chỗ Đấu hổng thấy Hồng có quay đó. Dạ. Mình cũng lên chia sẻ giống, bây giờ mình nhân giống á. Bông nó sắc lắm, nói chung bông nó không to mấy nhưng mà nó sắc lắm. Màu nó sậm. Phú Tân thì anh thấy cái bông nó như thế nào? Nó cũng ngang ngửa giống như Phú Tân á. Nhưng mà đặc biệt cái nhị nó, cái nhị nó mới nở ra là nó túa ra giống như cái mặt đồng hồ mình vậy á. Nhưng mà em thấy cái như nó bự hơn Phú Tân chút không? Chắc khoảng tùy, nói chung cũng tùy theo cái cây mình nuôi, nó sung, cây mạnh, cây yếu vậy đó. Mà em nghe nói là cái giảo cánh tròn đó là nó bự hơn cái Phú Tân phải không anh Miến? Cái giảo cánh tròn á thì nói chung mình ở đây thì nó cũng có nở bông nhiều á, thì nó bông từ bằng giảo Phú Tân với lớn hơn đó, chứ không có nhỏ hơn nha, từ bằng với lớn hơn giảo Phú Tân. Nhưng mà đặc biệt á, đặc biệt là nó nở ra, cái lúc nó nở cái nhị nó túa ra, nó túa đều gan luôn, giống như cái mặt đồng hồ mình nhá, cái kim đồng hồ á, giống như vậy luôn, nó đẹp lắm mà nó thơm. Vậy luôn. Rất là thơm. Thì nói chung anh ở đây giảo cánh tròn thì anh cũng lên anh giao lưu lại chỗ anh, chỗ vườn mai của anh Đấu á, Đấu chỗ hổm mà Hồng có đi quay á. Đó cũng anh em cũng chia sẻ anh lấy giống đó về anh nhân, anh lấy ngay cái cây gin á, cây gin của anh Đấu á. Về anh nhân giống. Cái này nó khó bẻ, nó khéo vậy anh. Cái nào?
cái này là siêu bông bình lợi Hồng. À, không, cái này không có héo đâu, tại vì biết sao ơi. Tại vì anh mới xịt thuốc dưỡng anh, nắng quá, xem này nè. Bị sốc nhẹ thôi, sốc nhẹ thôi chứ chiều là nó tỉnh queo là không có sao hết Hồng. Dạ, dạ. Ừ. Lời anh cho em xem nghe cái đoạn mấy cái đoạn clip của anh cắt bò tên anh Lực á. Chào mấy anh em nha. Trời, hôm nay là đủ hết luôn anh chị ơi. Nay đủ hết luôn tất cả những vườn mai giống lớn ở Bến Tre là đang tập trung ở đây luôn nè. Đây là giới thiệu lại với anh chị anh Hoàng Việt. Ở đây giới thiệu đi em. Tên gì? Em vừa à. Còn đây anh em Hải, Tấn vừa kiện Tấn Nguyễn anh chị. Vườn kiện Tấn Nguyễn. Em tên Bình. Anh Bình. À. Sao anh? À, anh lại, em lại anh cho em xem cái này. Cái khúc clip này lúc anh lên cắt bò tên anh. Mấy bữa bà con than dữ lắm ha anh. Ừ, ta nói thế giờ mình em mới quay trực tiếp lại cho cái này bố quay rồi, bây giờ quay lại cho anh chị xem nha. À. Anh chị nghe nè. Em vừa việc mà ốc trắng. Nói chuyện đang nói chuyện là tôi nói đó. Nguyên bao gì luôn á. Lấy từ cái mẹ ra luôn. Mình cắt trực tiếp đó mà. Có một số anh chị cô bác ở xa rồi thắc mắc buổi sau nghe Lực nói lại nó vậy đó mình để là có chụp trong anh Bình chụp có chứ có này lúc mà chuẩn bị cắt ờ đúng rồi cái lúc là mình chưa cắt cái ngày nay mới vô cắt chụp xong lưu niệm mới cắt buổi trưa luôn ha. Tới từ buổi trưa. Ủa cái này chiều là chiều ơi chiều ơi cái này là lúc gửi mà à, lúc chiều ơi lúc gửi lại không cái này là lúc gửi lại này anh cũng được anh gửi vô anh gửi lại này ngày cái là... này của anh Lực cái máy Lực á ngày 2 tháng 3 buổi tối thì cái này hôm bữa cũng rất nhiều anh chị các bạn thắc mắc mà hôm giờ trên kênh Chợ Sài Gòn đó anh chị thì cũng có đấy anh Miếng vô đây ngồi anh Miếng rồi cho bữa giờ trên kênh Chợ Sài Gòn đó anh chị cũng có nhiều anh chị nhắn tin vào hỏi ở trên rất nhiều vườn mai bán hiện nay là có chuẩn giống không thì nói chung là cái vườn nào mà có xác thực ở vườn mai anh đúng lực giống như là cái đoạn clip anh chị vừa xem có ngay cả những chủ những vườn mai tới nghe anh đúng lực thì cái khả năng là chuẩn giống là nó cao nhất anh chị ha. Bữa anh 15 ở quận 12 anh cũng có cái clip ảnh mua ngay chỗ anh Đỗ Lực đó anh chị còn nói chung là trước khi mà anh chị giao dịch thì mình phải kiểm tra lại cái nguồn gốc của nó để chính xác không tại vì khi nhiều anh chị các bạn mua những cây mà coi mất tiền cái xong cái mình mua giống vô mà ghép rồi thời gian sau nó không đúng cái mình buồn đúng không anh Miếng? Đó đúng rồi anh Hồng. Với lại càng ngày em thấy cái những cái siêu bông mình lỡ hình như là giá nó tùm lum hết trơn luôn á, không biết là ông mà lần luôn, mà không biết hiện tại là mấy anh em Bến Tre mình bán giá là trước giờ là bữa giờ là giá hay sao anh Việt? Nếu mà lúc trước á mình bán là giao lưu tại vườn nha. Là mình giao lưu mình tại vườn cây cống nhất là mình giao lưu lên tí nè là 400 là không bao ship nha tại lại mua còn nếu mà còn nếu mà mình bao ship thì 500 bị cống nhất cây nhà nó vườn mình mua bo anh Lực nhìn ghép vô rồi mình nhân giống ra cái cây gốc pho của mình đó nên mình không có tính chứ không phải nói bán cho nó nói cho bà con để có sưu tầm. Còn hiện thời điểm bây giờ là tôi cũng có cái để mà
cũng như nếu nó hộ phải nói là như hỗ trợ. Dạ có con, anh mà anh ngồi ghế trong giờ phút này là cái cây giống nhất giao lưu cho bà con là 400 ngàn một cây. Có khách tới mấy anh em tới mua mai. Dạ. Mình giao lưu luôn. Giao lưu lên năm ơi. À, anh chị mua giống giống loại gì? À, siêu bông Sài Gòn hả anh? Không. Ý là anh đang quay trên. Dạ, kênh chợ Sài Gòn. Dạ. Rồi. Hai anh chị chắc coi ở tin live á hả, mới thấy địa chỉ mới tới hả? Dạ ha. Ở đâu chị, ở đâu đặng anh chị, ở đâu? Ở chợ gạo Tiền Giang qua ha. Quay clip giá trên trời đó chị, hôm nay nó công khai trên mạng. Dạ, chi không kể, được rồi mình sẽ cho nghe rõ chứ. Đây có micro anh Việt, bữa giờ khách quá nhiều, anh Việt hình như giao cho hết cho anh biến luôn phải không? Có giao số mai nhỏ, còn mai lớn anh còn cũng giao lưu cho anh em. Anh còn số anh lấy đang mai nhỏ chuẩn bị, còn không ơi. Đang chuẩn bị ra số gốc VIP em. Ủa hai anh chị ở chợ gạo mình bán mai gì chủ yếu? Bán tùm lum luôn ha. Mai là phần gạo lòng bình. À. Mai. Dạ. Bán chín trăm rồi. À. Dạ, đó rất là nhiều anh chị tới mua. Hôm nay ở bên chợ gạo cũng có 5-7 người qua đó. Ở chợ gạo ở Tiền Giang nha, nói chung ở Tiền Giang. Cũng có 5-7 người ở qua tới vườn mua. Dạ, rồi thôi cho anh tiếp với anh kia, cái mình lại mình nói chuyện cái tiếp anh chị nha. Rồi. Thôi. Chờ giùm tí xíu ha anh. Dạ. Rồi mình tiếp cái vụ anh Việt nè, anh Việt ơi xin lỗi. Ủa? Anh ngắt lại anh nãy giờ vậy. Thì sớm giờ anh cũng mấy anh em cũng có bàn với nhau là lúc trước là bán giá là 500 ngàn bao ship là gốc nhất. Nhưng thì mà bây giờ nè, cho em ngắt lại tí xíu nha. Mấy bữa là anh thấy cái như là bữa giờ là anh bán 400 ngàn. Tại vì giao lưu ra vườn, giao lưu ra vườn. 500 ngàn là mình có bao ship. Đúng rồi. Còn vừa là giao lại mà phải không? Dạ em giao lại cho chị Mai đến vườn hết ha. À, còn Tuấn cái đợt 1 em cũng giao lưu với anh chị là 500 ngàn, em không bao ship. Mà đợt này chắc em cũng có giảm hơi chút. Em muốn bàn lại phải không? Dạ đúng rồi. Thì nói chung á, có nghĩa về nào Hồng lúc hôm nay á, nói chung từ hôm nay thì bên shop anh á, thì anh bán 500 ngàn cây bao ship cho anh em. Nhưng mà có ai thì, mà phản ánh về cái chuẩn giống á, thì nói chung là mấy anh em của tụi anh đây là nếu bán ra thị trường là bất cứ khách hàng nào cũng vậy, mình bao cho khách hàng là chuẩn giống 100%. Nếu mà sai giống anh khách hàng về mà test sai giống thì anh phải ghép vô cây 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu gì không biết. Nếu mà sai giống thì anh thường gấp 3, gấp 4, gấp 10. Đó, anh là bên anh, tụi anh là cam kết. Cam kết với bà con. Thì nói chung là nãy giờ mấy anh em cũng có bàn qua rồi. Cũng có bàn qua rồi thì có nghĩa là bây giờ bán ở trên live á, thì thật lòng luôn mình nói. Thì có bà, có người giàu, có người nghèo, có người tiền nhiều, có người tiền ít. Đó thì thành thử ra nãy giờ trong năm anh em có bàn lại rồi, chắc có thể là mình phải hạ cái giá xuống một ít cho bà con dễ mua sắm, nó dễ mua giống về nhân giống. Thì quyết định đó là mấy anh em đã thống nhất là bán 400 ngàn cây chung nhớ loại gốc nhất 400 ngàn cây, còn gốc lớn thì nó tùy theo cái loại cây, nhiều bo cây ít bo thì nó tùy theo cây. Còn loại gốc nhất ghép một bo thì nó lên nằm tầm khoảng 2 tấc
có khoảng 2 tấc ăn lên 15 đến 20 cm. Đó. À, đây, đây là hồng quay đây luôn, quay nguyên cái khúm của anh đây luôn. Đó thì nãy giờ trong năm anh em cũng có thảo luận qua rồi, cũng thống nhất là có nghĩa là cái gốc như thế này anh chị, và vườn nhà em là giờ em bán ra là 400.000 một cây bao phí ship cho anh chị. Thì nói chung là liền bây giờ nếu mà cây này mua về liền giờ thì cắt bo liền chưa được, nhưng mà tầm khoảng cao nhất là em nghĩ khoảng 10 ngày nữa, thì 10 ngày nữa là nó lên khoảng 1,5 tấc, là có nghĩa là 1,5 gram là nó khoảng 30 cm. Thì cái lúc đó anh chị lấy một cây như vậy thì nó nằm ở tầm khoảng được 15 bo. Đó khoảng 15 bo. Đó là mỗi một bo một mắt lá nha anh chị. Đó tại vì cái dòng này nó hơi hiếm ha. Một bo là mình lấy một mắt lá là một bo. Đó là đó. Với những anh chị mà muốn chơi mình sưu tầm những cái gốc nhớt anh chị. Nhưng mà giờ nhiều anh chị muốn mua những cây bự hơn ở đây thì anh không có, nhưng mà như anh Hoàng Việt anh có nhiều à. Hoàng Việt thì còn cây bự nhiều. Còn của anh thì còn cái lớn nhiều em. Cây lớn cây quýt, gốc quýt là tầm từ 6 triệu cho đến 12 triệu là mình gốc dáng đực. Chỉ cần là lùng lực. Nhưng mà anh ghép tầm đẹp. Mấy bo. Mấy chục bo. Mấy chục bo. Ví dụ như em thấy ví dụ như một bo vậy là anh quyết định là mấy anh em các nhà vườn lớn Bến Tre là quyết định giảm giá xuống là 400 ngàn đúng không anh? Đúng rồi. À, còn nếu mà một cái cây vậy mình ghép vô tầm khoảng 2 3 bo, 4 5 bo thì cái giá phải giảm xuống em thấy mới hợp lý chứ hả? Đúng rồi. Bây giờ hồi đó lúc trước á mình bán cái cây gốc mà hoành 19 đến 25 á là mình bán ghép 2 bo thì bán 2 triệu. 3 bo bán 2 triệu rưỡi. Mà nhưng mà cái bo của anh nó ghép nó rất sung nha, nó dài khoảng nếu mà tới giao cho khách hàng á là từ 25 cho đến 40 cm. Nó dài vậy đó. Giao lại là chụp hình gửi cho khách là người ta thấy là nhất trí ok liền, ta muốn đặt nữa luôn á. Chứ không phải mà nó mình bán là mình nói cây lớn vậy là nó lên ví dụ như 15 20 cm vậy để vậy là giao liền. Giờ để là nuôi cho khách cho có bò về ghép liền. Hỗ trợ trên cái đó luôn. Bữa giờ các nhà vườn ở Bến Tre giống như mấy anh nào 1 2 3 4 vườn. Rồi anh Bình nó 5. Đó 5 vườn ở Bến Tre bữa giờ là có khách hàng nào phản ánh mà tiêu cực cho anh, ví dụ như là sao canh mấy cây mấy anh không chuẩn giống. Cây mấy anh sao ghép giống siêu bông Sài Gòn quá vậy. Rồi không thấy sao không thấy mặt bông. Có những trường hợp đó nói chưa anh? Không không. Đó thì trường hợp ở ngoài ngủ không có à. Sao em thấy người ta comment vô người ta hỏi dữ lắm, hỏi chuẩn giống không, chuẩn giống. Nói không? Chung là cũng có một số tại người ta hỏi vậy chứ anh đưa cây ra là sợ. Ta sợ không chuẩn giống thôi, nhưng mà tất cả các anh chị ở đây, mấy anh em ở đây là bán là đều bao cho bà con hết. À. Là có nghĩa là cũng như nãy anh có nói Hồng. Dạ. Ví dụ giờ á bà con về á ghép vô cây 5 triệu, 10 triệu, mấy chục triệu không biết. Nếu bà con test lại, nếu mà không đúng giống siêu bông mình lại thì bên anh hoàn toàn chịu trách nhiệm hết. Bồi thường 3, bồi thường 5, bồi thường 10 cũng phải thường cho người ta. Đó là mấy anh em anh để cam kết là đúng y gan như vậy luôn. Nhưng mà bây giờ cái vườn của anh Miếu là chỉ có phục vụ cho các anh chị những cái loại cây mà anh chị cần, giống như giờ mình có số tiền đó, tầm khoảng 400 ngàn là mình mua được cái cây có siêu bông mình lại rồi anh chị. Đúng rồi, 400 ngàn. À, còn nếu mà mình có tầm khoảng trên dưới 1 triệu, rồi trên dưới 2 triệu, 2-3 triệu là mình có cái những cái dạng đó không anh? Cái loại khoảng 2 triệu rưỡi thì anh còn được ít cây à, 4-5 cây à Hồng ơi, 4-5 cây à. À, cái đó một cây ghép 3 bo có, 4 bo có. 3 co bo có, 4 bo có. À. Ừ. Còn lớn nữa thì cái hàng lớn nữa thì tên chỗ anh Hoàng Việt. Hoàng Việt thì có lớn nhiều. Rồi anh chị mình xem tới đây anh chị thấy hợp lý không? Mình cho cái comment bình luận đó anh chị. Vậy là coi như cái nhà vườn ở Bến Tre hợp lại thảo luận quyết định là mình ổn giá là 400 ngàn ha anh. Bà con nào có nhu cầu thì cứ alo giùm shop mình. Dạ.
Dạ. Ừ. Rồi vậy anh cho luôn cái số điện thoại lại của anh cho mọi người. Dạ, số điện thoại của vườn mai Miễn Dung em là, dạ địa chỉ của em nói địa chỉ chú ơi. Dạ địa chỉ em là ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Dạ. Dạ số điện thoại của em là 0366 048 123. Dạ. Dạ, đồng thời số Zalo cũng số đó bà con. Còn của anh Bình. Anh Bình số 0939328181 8181 cũng ở Vĩnh Thành luôn. Dạ là anh chị có thể liên hệ với anh Bình cũng được, còn anh Tuấn. Dạ số điện thoại với Zalo em là 0943622952 ạ. Đó, anh nào mà thích siêu bông cảm ơn thì liên hệ ảnh cũng được luôn nha. Đây còn vừa thì cung cấp cho anh Miễn ha, còn số của anh Việt là 0335218432, số thường là số Zalo của nó luôn. À. Rồi anh chị mình xem tới đây thấy thắc mắc gì về siêu bông bình lợi nữa mình cứ comment ở dưới nha anh chị. À, các nhà vườn ở Bến Tre sẽ giải đáp thắc mắc cho anh chị hết toàn bộ ha. Rồi, ok. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Quý cô chú anh chị.